Vì là một vũ trụ phim chuyển thể nên những chi tiết như sự kiện, nhân vật và những hiện vật trong MCU sẽ không hoàn toàn giống như trong truyện. Có những thứ sẽ được nâng tầm hơn nhưng cũng có những thứ sẽ bị dìm đến mức thảm hại. Vậy, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dio -E Hãy cùng chúng mình điểm qua danh sách những bảo vật siêu bá bị MCU biến thành phế phẩm trong video này nhé. Trước khi vào phần chính của video, cho phép mình xin vài giây quảng cáo. Nếu các bạn đang muốn build những bộ PC cực khỏe, cực mạnh để làm việc hay chiến game bom tấn, hãy tham khảo những mẫu Hyperbox PC đang có tại TechSpace Việt Nam, cũng là nhà tài trợ chính cho video này. Có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho những fan đăng ký kênh Diomio. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính của video thôi. Trên phim, quyền trượng của tòa án sống là một thánh tích từng thuộc sở hữu của tòa án sống, thực thể tối cao bậc nhất trong số các thực thể trừu tượng, gần như chỉ đứng dưới đấng sáng tạo và chuyên thực hiện những việc phán xét công bằng nhưng tàn bạo nhằm giữ gìn cân bằng cho vũ trụ tuy nhiên không rõ vì lý do gì mà nó lại rơi vào tay những pháp sư quyền năng để rồi sau này thì trở thành vật phẩm sở hữu của karl model cùng hắn trải qua vô số nhiệm vụ quan trọng về mặt thiết kế thành tích này mang hình dạng như một chiếc gậy ngắn và khi được truyền năng lượng phép thuật thì nó sẽ phát ra ánh sáng màu hổ phách có thể đả thương được những sinh vật thực thể huyền bí không chỉ có thế nó còn có chức năng mở rộng thành nhiều dạng vũ khí như một cây trường côn hoặc một chiếc roi dù có vẻ khá linh động nhưng ngoài đó ra thì chiếc gậy không hề sở hữu chức năng nào khác có thể là do trình của Mordo quá cùi để dùng được sức mạnh thật sự của nó, hoặc đơn giản chỉ là do nó cùi thật thì chẳng thể xứng đáng làm vũ khí cho một thực thể vũ trụ. Trong chuyện, tòa án sống hiển nhiên là không dùng vũ khí nào cùi bắp như vậy cả. Quả thật, ông ta từng sở hữu cây trượng nhưng rõ ràng là nó xịn hơn quay củi kia cả triệu lần. Cụ thể thì trước kia, khi Strang đối phó với mẹ vợ là Umar, ông đã buộc phải giải phóng dom, một những thực thể đáng sợ bậc nhất. Qua đó mà vô tình khiến kẻ ác tiềm ẩn trong các sinh vật huyền bí trong vũ trụ có khả năng trỗi dậy Do đó, tòa án sống đã nhận định trái đất là một nơi nguy hiểm, có khả năng gây đảo lộn cân bằng phép thuật trong vũ trụ và nghiễm nhiên ông ta phải đưa ra phán quyết hủy diệt hành tinh này. Sau khi nhận ra bản thân không có cửa mà chống lại tòa án sống, Strange buộc phải xuống nước, cầu xin thực thể này cho thêm thời gian để khắc phục tình hình. Mặc dù đồng ý, nhưng tòa án sống không coi đây là nhiệm vụ dài hạn. Ông ta đã triệu hồi một thứ hiện vật từ sâu thẳm của thời gian vô tận, mang tên đồng hồ cát tận thế rồi đưa ra tối hậu thư. Đó là khi cát tử thần trong đó chảy hết, tòa ăn sống sẽ quay trở lại và nếu Strange vẫn chưa hoàn tác được thảm họa thì ông sẽ hủy diệt trái đất. Trong khi đó, những pháp sư và phù thủy bị thức tỉnh sau tự giải thoát của Zom đã tập hợp lại trở thành một hội có tên là Circle Sinister. Để sửa chữa sai lầm khủng khiếp của mình, Strange đã mò tới chỗ họ chiến đấu. Tuy nhiên, anh đã gặp khó khăn khi nhận ra thủ lĩnh của họ là Baron Mordo, tức chính là Carl Mordo. Đối mặt với kẻ thù không đội trời chung của mình, Strange vẫn cố gắng kêu gọi hắn giang tay giúp đỡ trái đất, Tuy nhiên, Mordor không chịu tin và tiếp tục cử người đấu với Strange. Nhưng tất cả kẻ đã xông lên đều mong chóng thất bại. Để giải quyết vấn đề này, Strange đã thu thập toàn bộ các bản chất huyền bí tà ác thông qua một lễ trừ tà, rồi đem chuyển hết vào trong một vật chủ, đó chính là Mordor, và sau đó thì tiến hành thanh tẩy. Tuy nhiên, kế hoạch này của Strange thật sự quá ẩu, bởi việc có được tất cả sức mạnh tà ác do Zom giải phóng đã khiến Mordor mạnh lên. Kết quả là Strange bị Mordor đánh gục, rồi trục xuất cùng Victoria Bentley tới một thế giới khác trong lúc đồ khôi phục lực lượng và tiến hành kế hoạch riêng, Strange lẫn Victoria phải đối đầu với vô số nguy hiểm hiện hữu cho đến khi họ gặp mặt kẻ thật sự đã triệu hồi họ từ thế giới này, đó chính là Nebulos, lãnh chúa phép thật của hành tinh Perilos. Để xin hắn đưa cả hai trở về, Strange liền nói thật về chuyện anh cần phải đối phó với sức mạnh tà ác của Model hoặc trái đất sẽ bị hủy diệt bởi tay tòa án sống. Nghe vậy, Nebulos không chỉ đưa Strange trở lại trái đất mà còn đưa anh một cây quyền trượng đặc biệt khi đụng độ với Mordo, cây trượng đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh tà ác của hắn, giúp Strange thuận lợi trục xuất hắn đến một chiều không gian khác. Sau khi giải quyết xong việc, strength tới Stonehenge, nơi đặt chiếc đồng hồ cát tận thấy của tòa án sống, nhằm phá hủy nó vì tin rằng cân bằng phép thuật đã trở lại, trái đất sẽ an toàn. Tuy nhiên, trước khi anh kịp làm điều đó, thì Nebulos đã dịch chuyển anh tới Perilos rồi cướp lại cây trượng. Về cơ bản thì không có sự giúp đỡ nào là miễn phí. Việc hắn cho strength mượn cây trượng chỉ là đơn giản giúp hắn hấp thụ sức mạnh và bảo vật này, rồi nếu có được cây trượng thì hắn có thể nhận lấy toàn bộ sức mạnh ấy. Đáng tiếc là Strange không ngốc như thế bởi khi bị kéo về Perilous thì anh cũng đã mang cả chiếc đồng hồ cát theo. Nhờ thế mà tòa án sống đã biết mọi chuyện nên lập tức tới đó để phá hủy cây trượng. Khi hai thực thể chiến đấu với nhau, Doctor Strange cố gắng ngăn họ không tự tiêu diệt nhau vì lo sợ rằng nếu Nebulos chết thì anh sẽ không biết Victoria đang bị hắn giấu ở đâu. Khi này, cây trượng còn thể hiện tầm vóc bá đạo hơn. Nó hấp thụ thêm năng lượng của tòa án sống và giúp Nebulos có thể đối chọi ngang hàng với thực thể này ấy vậy mà dù có ma thuật khủng bố nhưng cơ thể vật lý của hắn vẫn yếu đến mức không thể tin được. Nhân lúc tòa án sống bắn nổ một đỉnh núi, Strange đã dùng phép thuật chuyển hướng tất cả những mảnh đá vào Nebulos, rồi lao vào giật cây trượng. Kết quả là Nebulos bị đá đè chết. Sau đó, tòa án sống đã nhận lấy cây trượng, trái đất được ân xá khỏi phán quyết, đồng thời ông còn dịch chuyển Strange tới nơi giam giữ của Victoria, rồi đưa cả hai trở về. Trong phim. Proxima Midnight sử dụng một cây giáo công nghệ cao có thể phóng ra năng lượng hoặc những luồng điện để tăng cường lực công kích. Cô ta có thể dùng nó để đâm, chém, cận chiến, thậm chí là phóng đi với tốc độ cực cao, sau đó thì có thể triệu hồi về tay cô ta thông qua ý nghĩ. Tuy nhiên, ngọn giáo ba nhánh này cũng chỉ có chừng đó công dụng thôi, thậm chí hiệu suất còn khá là đuối khi bị Steve Rogers dễ dàng bắt được. Và cuối cùng thì bị anh dùng thanh gươm của Corvus Glaive chém gãy làm đôi. Tuy nhiên, trong chuyện thì cây giáo của Proxima Midnight lại là một thứ rất khác, cụ thể nó được chính tay thanos rèn lên với bản chất là vật chứa của một mặt trời mắc kẹt trong một điểm kỳ dị lưỡng tử nơi không gian bị bóp méo khiến nó mang nhiều đặc tính hoạt động và vận hành tựa như một ngôi sao siêu tân tinh lẫn hố đen cùng một lúc do đó mà khi tấn công cây giáo có thể giải phóng ra nguồn năng lượng cực lớn và gây ra những vụ nổ nguy hiểm nhờ sở hữu khối lượng năng lượng động học và lực hấp dẫn từ một ngôi sao Bên cạnh đó, nó còn có chế độ giải phóng một loại độc vô cùng nguy hiểm, đủ để giết chết bất kỳ thứ gì, dù là xác thịt hay thậm chí là năng lượng sống chỉ trong vài giây. Với nó, cô ta có thể vô hiệu hóa và biến hút trở về dạng banner một cách nhanh chóng chỉ với một cú đâm. Về cơ bản, đây rõ ràng là một thử thách cực khó khi ngay cả những nhân vật mạnh hơn cả cô ta cũng chưa chắc làm được. Trong MCU, con mắt của Agamotto vốn là chiếc dây truyền chứa viên đá thời gian cho phép kìm giữ nó, sử dụng sức mạnh của nó mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp vốn là điều mà phàm nhân không thể. Thông thường thì phần mắt sẽ đóng lại và chỉ được mở ra bằng phép thuật vào thời điểm các pháp sư tối thượng muốn dùng nó. Nói tóm lại, nó giống như một thứ hộp chứa pháp bảo chứ bản thân thì không có sức mạnh gì đặc biệt cả. Theo Scott Derrickson, đạo diễn của Doctor Strange, lý do cho sự thay đổi này là vì con mắt của Agamotto trong truyện tranh quá mạnh để sử dụng trong phim. Vậy, pháp bảo này trong chuyện mạnh tới mức nào? Ở thời trẻ, khi Agamotto vẫn là pháp sư tối thượng của trái đất, ông đã tạo ra ba con mắt, con mắt đầu tiên vốn là một chiếc bùa với những công dụng không rõ, rồi sau này thì bị thất lạc và không ai biết tung tích của nó hiện đang ở đâu. Hai tấm bùa còn lại thì được Agamotto tạo ra trong giai đoạn ông bị kẻ thù đánh hỏng hai mắt với mục đích thay thế chúng và tăng cường pháp lực cho bản thân ông. Tấm bùa con mắt thứ hai này đại diện cho sức mạnh, có khả năng khuếch đại sức mạnh lên mức không tưởng, kể cả sức mạnh lẫn thể chất phép thuật khiến một chiến binh có đủ khả năng để đối đầu với một phù thủy hắc ám. Trong khi đó, có mắt thứ ba lại là thánh tích được truyền qua các đời pháp sư tối thượng của trái đất, đại diện cho tri thức và chân lý, đồng thời chỉ đáp lại mệnh lệnh của phép thuật chính đạo, do đó nó sẽ không nghe theo những kẻ có trái tim không lương thiện và dĩ nhiên sẽ không chịu làm theo sự sai khiến của phép thuật hắc ám. Nó có thể giúp thực hiện một số dạng phép thuật như điều khiển vật thể từ xa, dịch chuyển tức thời, tạo ra con đường đi qua các chiều không gian, phá hủy các loại kết giới, phá vỡ vòng lập thời gian và bảo vệ người dùng khỏi những hiệu ứng gây nguy hại như tia bức xạ. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng phát ra thứ ánh sáng, có thể nhìn thấu chân lý và sự thật, có thể nhìn xuyên qua bất cứ ảo ảnh nào hay sự ngụy trang nào, thăm dò tâm trí của đối tượng, trục xuất những thứ xấu xa như quỷ dữ hay áp chế phép thuật hắc ám. Ban đầu, ngay cả năng lực biến hình của tộc school cũng không thể thoát được năng lực của tấm bùa con mắt này. Ngay cả Nightmare cũng từng phải chịu thua thiệt trước pháp bảo này. Gậy phép của Watum có hình dạng như một chiếc gậy pha lấy cỡ nhỏ, dài cỡ 30cm và được khắc đầu quỷ ở hai đầu đũa có thể phát sáng mỗi khi được sử dụng. Trong truyện tranh, nó vốn là pháp bảo được tạo ra bởi Watum, một pháp sư phạm nhân từ thời thượng cổ đã tu luyện lên hàng thực thể tương xứng với những cổ thần là một trong tám vị thuộc hội Octasians. Trong quá khứ, Watum vì muốn tìm ra người xứng đáng nắm giữ nó nên đã tách chiếc gậy phép đầu tiên của mình ra làm đôi rồi chia cho Strange và Cyrus Black để họ giao đầu với nhau. Kết quả là Strange thắng Black nhưng không lấy được chiến lợi phẩm do nó đã bị gã pháp sư Sandu lấy mất sau này, Zendu đã thó được nửa còn lại và chiếc gậy đã được hoàn thiện. Nhưng với sự giúp đỡ của Spider-Man thì Strange dùng con mắt của Agamotto nhằm hút sạch sức mạnh của cây gậy. Trong tập truyện Marvel Team Up số thứ 21, Zendu điều khiển Spider-Man trộm viên pha lê của Cadaverse nhằm sửa chữa cây gậy phép. Nhưng sau cùng thì Strange đã cứu thành công Peter đánh gại Zendu đồng thời lấy lại viên pha lê rồi ném chiếc gậy qua một chiều không gian khác nhằm không ai có thể lợi dụng sức mạnh của nó nữa. Nhưng thực ra đó chỉ là tạm thời bởi sau này thì Strange vẫn lấy lại nó rồi cất ngữ tại Sanctum Sanctorum. Cây gậy này sau đó đã trở thành mục tiêu săn đuổi của hàng loạt pháp sư lẫn một số tổ chức xấu xa nhưng họ đều thất bại khi cố làm điều đó. Trong tập truyện Invincible Iron Man năm 2015 số thứ 2, Victor Von Doom đã tặng Tony một chiếc gậy phép của Watum để thể hiện thiện trí, đồng thời tiết lộ rằng có tới 5 chiếc khác tồn tại ở các chiều không gian khác nhau về sức mạnh nó được điều khiển thông qua suy nghĩ của người dùng có khả năng hấp thụ lưu giữ năng lượng ma thuật và giải phóng chúng với uy lực còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với thông thường bên cạnh đó nó còn chứa khả năng vừa khuếch đại vừa làm ổn định sức mạnh phép thuật cho cá nhân người dùng lẫn bùa chú chữa trị thương tổn ở cấp độ nhất định tạo ra lá chắn ma thuật điều khiển sức mạnh nguyên tố vật chất thời tiết và còn có thể mở cổng dịch chuyển xuyên qua các chiều không gian ở MCU, gậy phép của Wathom từng được Wong sử dụng khi chiến đấu ở Hồng Kông Sanctum tuy nhiên anh đã bị bè lũ của Kalesis đánh bại dẫn đến việc không ai biết nó có những quyền năng gì hay mạnh ra sao mà chỉ thấy nó có thiết kế ấn tượng mà thôi trong phần phim Thor Ragnarok Scott sử dụng một chiếc rìu lớn được ban bởi Hela, có thể là Bloodaxe nhằm thực hiện chức vụ đào phủ mặc dù trông có vẻ hầm hố nhưng chiếc rìu này lại chẳng có gì đặc sắc cả thậm chí có thể coi là phèn vì nó có thể chỉ là một vũ khí tầm thường được Hela tạo ra cho có nhưng trong truyện tranh thì đây là thứ vũ khí hoàn toàn khác. Cụ thể, chiếc diều chiến Asgard này được yểm rất nhiều bồ chú, khiến nó không chỉ trở nên bất hoại mà còn cho phép giải phóng năng lượng hoặc các dạng nguyên tố, đồng thời có nhiều dạng phép thuật như dịch chuyển, biến hình. Bên cạnh đó, chiếc diều có khả năng gây thương tích và thậm chí là tiêu diệt luôn cả thần thánh, tức nó cũng là một chiếc diều sát thần. Ngoài ra, do nhiễm ác ý của gã đao phủ nên nó sẽ nguyền rủa bất cứ ai sở hữu nó trở thành kẻ cuồng sát. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc tai nghe gọn nhẹ với nhu cầu chơi các thể loại game hành động, nghe nhạc bass, nhạc quẩy thì đừng quên ghé Techspace Việt Nam để sắm ngay cho mình một chiếc Asus Central 2. Đường link thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả cùng mã giảm giá hấp dẫn nhân dịp Back to School. Và trên đây là danh sách những bảo vật siêu bá trong chuyện nhưng bị MCU biến thành phế phẩm. Nếu yêu thích video này, đừng quên bấm like, share và subscribe để học những video tiếp theo của Diomeo. Cảm ơn hội quán Marvel và DC đã giúp Diomeo hoàn thành video này. Xin chào và hẹn gặp lại rất sớm thôi